Thôi đi mẹ ơi. Thôi thôi cái gì, tôi nói cho mấy người biết nha, tôi sẽ cho mấy người đi coi mắt. Cô gái này dễ thương lắm, xinh đẹp, giỏi giang, có công ăn chuyện làm hẳn hoi, hơn có con kim chi của ấp của con. Trời ơi, mẹ làm cái gì vậy mẹ? Bà ơi, trễ lắm rồi, không cơm nước gì, đói quá trời đói. Dạ, dạ. Dạ, tôi nói trời, nghe chị nói tôi ưng bụng hết sức luôn vậy đó. Ôi ôi, mà hai đứa nó hợp tuổi nữa đó, tôi khoái liền luôn á. Nhưng mà bọn trẻ bây giờ nó khó chịu lắm chị ơi. Ta nói nó đặt đâu mình phải ngồi đó, chứ phải như hồi xưa cha mẹ mình đặt đâu mình ngồi đó. Tôi để tôi hỏi một phút ý kiến nó sao tôi cho chị biết ha. Dạ, cảm ơn chị nghe. Dạ. Trời ơi, chồng đói gần chết dạ dạ dạ. Ủa bà nói chuyện với ai vậy? Trời ơi, bà bạn tôi, bà giới thiệu con nhỏ kia kìa, đẹp người đẹp đó, có công ăn chuyện làm hẳn hoi. Gì? Cho một phút. Trời ơi, bà tính kiếm vợ cho một phút nó lấy nữa đó hả? Ờ. Trời ơi, mới ly dị nó còn nóng hổi, bà không sợ người ta cười cho bà cho chết? Ai cười hửi mười cái răng. Ờ, chứ không phải cười. Tôi nói ai cười á, hửi mười cái răng. Hả? Cười vô mặt mẹ con tôi thử ráng chịu. Trời, đã coi tôi nói chuyện với bà, không ai dám rới vô thằng con trai cưng của bà đâu. Gái giờ nó khó lắm, ở đó mà hửi chứ không hửi. Đi đâu vậy? Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Cơm nước sao? Nấu cơm rồi, chín rồi, muốn ăn xuống ăn ha. Còn tôi phải lo chuyện cưới vợ cho con trai tôi. Trời ơi là trời, bái to, ô bó tay với bà. Alo, tôi đang ngủ. Có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Cái gì? Không có tay chân làm hả? Tự mà làm đi. Cô tưởng cô là ai? Cô tưởng bây giờ tôi là chồng của cô chắc? Alo. Alo. Ghét nhất ở đây nói chuyện điện thoại mà ai tự cấp máy. Phúc ơi, có con trọng không mẹ vô nha. Dạ. Ờ mẹ. Ủa, đi đâu vậy? Ly sao nó bỏ điện thoại đây? Mẹ cú bo. Thì ra hai đứa này còn lén lút qua lại với nhau. Xong rồi. Bị gì vậy? Nè, cô làm cái gì mà nguyên nuôi dẻ với cái bồ câu vậy hả? Trời, cái nuôi dẻ mà mỗi giờ bị mất này tôi tìm quá trời luôn, không biết ở đâu. Ai ngờ là bị lọt xuống dưới hả? Nói gì được nữa hả? Sống gì kỳ vậy? Sao hầu đầu vậy? Không có tôi biết phải làm sao luôn á. Thì tôi không biết làm sao thì tôi mới nhờ anh. Nè, lâu lâu mới giúp tôi được chuyện, đừng có lên mặt dạy đời tôi nha. Lớn quá, qua đứa tay cho tôi liền. Lẹ. Sao? Đã không được đẹp rồi mà còn chảnh nữa chứ. Con trai cưng. Xin mẹ. Đang làm gì đó? Con đang uống nước. Ôi cưng quá trời luôn. Ăn chả giò không? Mẹ đang chiên nè. Trời, sao mẹ biết con thèm chả giò mấy bữa nay vậy? Vậy hả? Dạ. Ngồi đi chờ mẹ chút xíu nha. Thương mẹ quá à. Ồ, chờ chờ mẹ xíu, chờ mẹ xíu. Lẹ lẹ đi mẹ. Ừ. Đây nè. Nè con. Đây ăn thử coi ngon không nha. Ôi chả giò. Giòn quá nữa. Ngon quá hả? Thương mẹ nhất trên đời luôn á. Mẹ cũng thương con nhất trên đời luôn á. Thương quá trời lắm rồi. Con trai cưng với mẹ ăn nhiều đi nha. Ừ. Ăn xong. Con làm gì đó Mận? Sao suốt ngày mẹ với anh hai cứ làm những cái điều mà mắc ói vậy? Làm gì mà mắc ói? Ngồi ra đây mẹ biểu coi. Nè Mận. Mận. Cái thằng quỷ này. Con trai. Kệ đi, kệ kệ nó đi ha. Đừng có quan tâm tới. Mà nói nghe nè,
Dạ. Mấy bữa nay á, sao mẹ nhìn thấy con buồn buồn vậy? Có chuyện gì không? Nói mẹ nghe coi. Không có đâu mẹ, bí mật. Con trai, con muốn được bí mật với mẹ nha. Có chuyện gì con phải nói cho mẹ biết. Vậy mẹ buồn lắm á. À, nói mẹ nghe đi, mẹ yêu, ok. Từ từ con kể nha. Thôi bây giờ kể cho mẹ nghe đi, mẹ thương con lắm luôn á, ok. Mẹ, tại con thấy chưa có tới lúc. Để khi nào con thấy đủ thời gian rồi con kể cho mẹ nghe nha. Không kể cho mẹ nghe được hả? Không. Nhưng mà mẹ vẫn thương con, ok. Con vẫn thương mẹ nhất trên đời. Mẹ cũng thương con nhất trên đời. Sao hai mẹ con nó sến dữ vậy trời. Nghe nó nói mà mình nói về gã trơn trời. Thằng này nó đi chưa về nữa ta. Cảm ơn anh đã qua sửa toilet giùm em. Nghĩ sao vậy? Nó là ai mà nó kêu con mình ở bên nhà nó sửa toilet cho nó chứ? Ngu nữa, kêu cái đi hả? Ủa, mẹ. Gì? Mày làm gì ngồi ở đây? Nè, con ngu vậy hả? Con nghĩ sao vậy? Con nghĩ sao mà con kêu chi? Con qua nhà nó con sửa toilet cho nó chứ. Mày đi vừa vừa thôi chứ. Làm gì có, con đâu có tự qua đâu mẹ. Cô năn nỉ con lắm á, con mới qua đó chứ. Trời ơi, con có còn sĩ diện không? Hả? Con nó ly dị rồi mà. Con giác mặt con bệnh. Trời mẹ ơi, mẹ đừng có cổ hủ vậy có được không? Con là con trai, không làm thì ai làm bây giờ? Với thời điểm đó kiếm đâu ra người thời sữa? Hay quá ha, mở miệng ra là bên chậm chạp ha. Con có bên gì đâu, con chỉ nói sự thật thôi mà. Con nghĩ đi, vì ai mà bây giờ con phải sống chui rút rồi nè, không nhà không cửa ha. Rồi vì ai mà chưa kể nghe, ba con mà biết con ẩm cụ bao bệnh con chi nó thăm nó nghe là con giết con chết luôn á. Thì con nít thì nó không cần có mẹ mà mẹ. Chứ lại cu bo cũng là con ruột của cổ mà. Nói hay quá ha, đúng rồi. Nếu vậy là hai đứa sáp lại với nhau đi ha. Để cho cu bo có cha có mẹ luôn. Thôi mẹ ơi. Thôi thôi cái gì. Tôi nói cho mấy người biết nha. Tôi sẽ cho mấy người đi coi mắt. Cô gái này dễ thương lắm. Xinh đẹp, giỏi giang, có công ăn chuyện làm hẳn hoi. Hơn có con kim chi của ấp của con. Trời ơi mẹ làm cái gì vậy mẹ. Chuyện của con tự giải quyết được. Thôi bây giờ mẹ về mẹ ngủ đi. Bây giờ để con ngủ, sáng mai đi làm sớm nữa đó. Mẹ chưa buồn ngủ, mẹ muốn con nói chuyện với con. Mẹ chưa buồn ngủ thì con buồn ngủ rồi. Mẹ để mẹ nói cho con nghe nè Phúc à. Con buồn ngủ lắm rồi. Thằng mỗi lần nó đi coi mắt nó giận như vậy á. Tính nói nó ghét đi. Tôi nói thiệt cho ông, tôi chưa thấy con nào trơ trẽ con Kim Chi đó. Nó chia tay với con mình rồi mà cứ dây dây dưa dưa. Bây giờ sáp lại thì không sáp. Đêm hôm tâm tối vậy á, bắt thằng Phúc qua bệnh sửa cái toilet cho nó có được không? Trời ơi trời, bà nói hoài cái chuyện này bà không thấy nhức đầu quá bà. Tôi không biết đầu tôi mới kể cho ông nghe. Ông thấy xót xa khi mà con ông bị người ta chèn ép hay sao? Xót xa cái gì, nó ngu nó ráng nó chịu chứ. Đó là tôi chưa kể còn nhiều chuyện mà ông nghe. Giấu cái gì? Giấu cái gì? Chắc chắn là giấu cái gì. Bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông đừng có nóng tính nghe. Nói liền. Cách 2 ngày á thì thằng Phúc phải ấm cụ bo bển cho con Kim Chi nó thăm. Trời ơi tôi điên à. Thì đó, nhưng mà nói đi phải nói lại. Dù sao con cú bo cũng còn nhỏ, mẹ nó cũng nhớ chứ. Nhớ nhớ cái gì, ai tạo ra hoàn cảnh này hả? Nó trời, bực quá. Mẹ cú bo gì qua dạy con này một ai hấp mới được. Cái gì? Ông nói qua bển dạy nè. Chứ sao? Bây giờ nó đâu có là con dâu của mình đâu, ông dạy gì? Không phải là con dâu. Nhưng mà nhưng tôi là lớn bằng tuổi cha mẹ nó, dạy nó không được hả? Nhưng mà tôi nói nghe cái chuyện này, nó là phụ nữ, tôi là phụ nữ, nói dễ hơn là ông. Ông yên tâm, tôi qua bên đó, tôi nói một tiếng là nó xếp rẽ liền. Để tôi làm gì làm?